đó đây đó phải sáng sớm tên duyên em đi lấy chồng đôi mắt người thường nghiêng vành đó giận hờn chi giữa bên sông Lê 1, 2, 2. À vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và hôm nay thì em đang lên một cấu hình mà các bác nhìn qua thôi đúng không ạ? Chúng ta có thể là chưa nghe nhưng mà khi các bác nhìn vào đây, em nghĩ là các bác giống em thôi, có một ấn tượng là cái bộ này nó rất là đẹp đúng không ạ? Với một bộ hát thì không chỉ là để giải trí hát hò mà khi mà để một bộ hát vào trong gia đình ấy, thì nó còn là đồ để trưng bày nữa. Và cái bộ này thì các bác phải xem là nhìn nó cũng khá là đẹp đúng không ạ? Đồng bộ màu đen nhìn khá là sang trọng. Và hôm nay thì em đã lên cấu hình này để gửi cho anh Hoàng Thành, anh Hoàng Tiến Thành có địa chỉ là tại bến xe khách thành phố Điện Biên, số điện thoại là 0928127127. Và trong cái tầm giá mà 40 triệu trên thị trường thì các bác cũng có thể tìm kiếm được khá là nhiều những combo. Nhưng mà đây là một trong những combo mà em rất là thích và rất là cạnh tranh với những sản phẩm khác. Thứ nhất là gì ạ? Hàng đập hộp chính hãng, bảo hành đến 2 năm, một đổi một cho các bác trong vòng 6 tháng. Thứ hai là gì ạ? Khi các bác mua hàng bên em thì em hỗ trợ các bác hoàn toàn về dây rắc phụ kiện và hỗ trợ đến các bác cài đặt 4 chế độ. Ngay bây giờ thì mời các bác hãy lắng nghe cái chất âm của combo này, sau đó thì em nói đến các bác về từng thiết bị trong một bộ dàn. Và nhiều bác bây giờ thì vẫn rất nhiều bác, cực kỳ nhiều bác có hỏi là cái bộ hát này dùng gia đình nó có rú hay không. Đây thì cũng thử luôn các bác xem rú hay không các bác nhé. 1, 2, 2. Alo. 1, 2, 2. Lên. Vâng, yên tâm một điều là khi em setup thì không lo hú rít tất nhiên rồi. Và ở đây thì em đã cài đặt sẵn là 4 chế độ để gửi cho anh Thành, và tiện đây mời các bạn trải nghiệm luôn. Đầu tiên đây là chế độ eco, các bác chỉ việc là gì ạ? Ngồi ở ghế sofa uống bia hoặc là uống chè đúng không ạ? Dùng điều khiển để chuyển chế độ để chỉnh nhạc thôi, chứ không phải là như âm ly chạy ra đây vặn vẹo đúng không ạ? Không phải như vậy. Đầu tiên chế độ eco, mời các bác nghe. 1, 2, lên. 1, 2, 2. Và chế độ thứ hai ở đây là chế độ reverb, mời các bác nghe. 1, 2, lên. 1, 2, 2. Cái reverb này thì đặc trưng là em sẽ cài theo cái diện tích phòng của các bác nha, và sẽ cài hơi ướt át một chút để các bác hát nó dễ hơn. Và nếu như các bác để ý thì trong chế độ reverb này em trộn một chút echo vào nữa để hát cho nó dễ hơn. Chế độ thứ ba ở đây là chế độ trộn là cả echo và cả reverb. 1, 2, lên. Và cuối cùng là một chế độ 4 để là chế độ nghe nhạc dành cho các bác nào mà thích thể loại nhạc mạnh ấy, thì các bác bật sang chế độ 4. Em sẽ setup là giảm phần chép đi và nâng phần bass lên để các bác nghe những bản nhạc DJ remix non top được ok hơn. Đây chế độ 4. Lên 1, 2. Rồi ok, và nói qua đây các bác một chút về những cái thiết bị trong bộ dàn này. Thì đầu tiên tất cả thiết bị ở đây rất là quen rồi, lắp rất là nhiều rồi, và cũng có nhiều bác xem video này đã sử dụng của hát này rồi đúng không ạ? Và vừa hôm kia thôi thì em cũng vừa lắp một bộ này ở Bắc Ninh xong, và khi mà anh Thành anh xem thì bảo là ok hay quá, lấy nghe trên bộ này. Đầu tiên là linh hồn của bộ dàn đúng không ạ? Một trong đôi loa mà phải nói là làm lên tên tuổi của hiệu DB Altic, đó chính là model loa DB Altic PK12 Pro, mức giá công khai đến các bác là 13.500.000 đồng. Tiếng bass rất là sâu và con này thì rất vừa với những bác nào mà thích thể loại nhạc mạnh và remix đấy ạ. Và tiếp theo đây là phần tủ máy cũng đồng bộ với nhau, nhìn khá đẹp đúng không ạ? Và đầu tiên sẽ là một chiếc quản lý nguồn để bảo vệ bộ dàn tốt hơn, quản lý nguồn P9 Pro, giá công khai đến các bác là 1.900.000 đồng. Tiếp theo nữa là một bộ mic không dây với rất nhiều tính năng tự động ngắt, tiết kiệm pin DB 50 Plus, giá là 4.800.000 đồng. Một chiếc vang số để xử lý bộ dàn, và với cái dòng này hỗ trợ các bác được là một là chỉnh tay, và thứ hai là trông mua tốt cũng như effect rất là ngọt, các bác vừa được trải nghiệm rồi đúng không ạ? Giá công khai đến các bác là 5.200.000 đồng. Một dòng đẩy 3 kênh mà ngày nay rất là hot đúng không ạ? D2610, 8.500.000 đồng. Với con này thì kênh A kênh B là 600W, sẽ chơi với một đôi loa PK12 Pro, và riêng kênh C của nó lên đến là 1000W các bác nhé, để đánh con súp ở phía dưới đây. Và đây là một thiết bị mà những bác nào mà thích nghe nhạc mạnh ý, ở trong nhà không thể thiếu được. Nếu như thiếu nó thì sao? Nếu như thiếu nó thì cảm giác như là ăn bún đậu như phải chấm nước mắm vậy. Ăn bún đậu chấm mắm tôm đúng không ạ? Đây là một dòng súp bass 40,
DB Acoustic 115m với cái dòng này sử dụng côn từ lớn, đánh tiếng bass rất là mềm sâu và rất phù hợp với những thể loại nhạc mạnh các bác nhé. Và tổng trị giá của bộ dàn này gửi đến anh Thành đó là 41 triệu. Và khi các bác sử dụng bộ dàn bên em thì hỗ trợ các bác toàn bộ như nói rồi về mặt phụ kiện này, hỗ trợ setup này, ngoài ra tặng kèm các bác một bộ chân loa cũng như là pin sạc dành cho micro về nhà không phải mua pin, đúng không ạ? Rồi, ngay bây giờ thì mời các bác hãy trải nghiệm ngay cái chất âm, chất nhạc của combo này DB Acoustic với tổng trị giá là 41 triệu để gửi đến cho anh Thành. Thường nghiêng vành đó, dần hướng chi
xuống bên đó em về bên nhớ, nước mắt hạt nhòa theo mài treo mưa. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê nhau đang bên rồi. Nghe cô vì rằng người ơi, sương chiều bừng lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang Nam. Sông Lam bên lường bên bồi mà anh lỡ hẹn với anh thương. Ok, vừa rồi thì vừa hát và test đến các bác cái bộ già này gửi cho anh Hoàng Thành ở Điện Biên Phủ. Và nếu như các bác mà yêu thích chất âm của combo này thì alo ngay sau ông Thành để sắm ngay, để sở hữu ngay những bộ dàn chất lượng với tầm giá rất là hợp lý, cũng như là với chế độ bảo hành dài hạn và hỗ trợ các bác thì phải nói là từ A đến Z luôn, đúng không ạ? Rồi ok, và nếu như các bác xem video mà thấy chất âm hay thì để lại cho em một like bình luận các bác nhé. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo. Chào các bác nhé.